Với mục tiêu chấn chỉnh và hướng dẫn các thương nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu thực hiện đúng quy định, đoàn thanh tra số 11 thuộc Sở Công Thương tỉnh tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra đột xuất tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu Lợi Gia Hưng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Lợi Gia Hưng tại ấp 1 xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ vào lúc 14 giờ ngày 11 tháng 2, đoàn kiểm tra đã phát hiện cửa hàng đóng cửa ngừng kinh doanh. Sau khi xem trích xuất hình ảnh từ camera của cửa hàng, đoàn kiểm tra ghi nhận cửa hàng đã đóng cửa từ lúc 12 giờ 10 phút đến 14 giờ từ ngày 9 tháng 2 đến 14 giờ ngày 11 tháng 2 năm 2022. Qua ghi nhận của đoàn kiểm tra, cửa hàng đáp ứng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, tuy nhiên không niêm yết giá và thời gian bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Đoàn thanh tra số 11 đã lập biên bản và yêu cầu cửa hàng thực hiện đăng ký thời gian bán hàng với Sở Công Thương tỉnh Long An, niêm yết thời gian bán hàng và niêm yết giá tại nơi khách hàng dễ nhìn thấy tại cửa hàng. Hiện nay Long An đang tăng cường chấn chỉnh kiểm tra chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Tùy tính chất mức độ vi phạm của thương nhân, đoàn thanh kiểm tra sẽ đề xuất những biện pháp xử lý hành chính như là thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu và các giấy tờ liên quan đến hoạt động của thương nhân.